Xin chào tất cả các bác và các anh em đồng nghiệp nuôi ong. Hôm nay Duy Ong xin giới thiệu với mọi người, với các anh em đồng nghiệp nuôi ong nội, một phương pháp chia đàn để phối ong chúa mới. Đấy, thì cái phương pháp này gọi là cái phương pháp chia đàn ong nhỏ ở hộp mini. Thì anh em ong ngoại thì gọi là đây là cái hộp phối chúa mini nhé. Thì cái phương pháp này thì các anh em nuôi ong ngoại thì sử dụng cũng lâu lắm rồi, rất là lâu rồi. Thì hôm nay tôi mới có dịp được giới thiệu với các bác, các đồng nghiệp nuôi ong nội về một cái phương pháp chia đàn mới này. Đấy. Thì cái kiểu chia đàn ong nhỏ ở cái hộp phối mini như thế này thì cái mục đích của nó là để cho ong chúa tơ bay đi giao phối. Đấy, nó cũng giống như là mình chia đàn ở cái thùng to thôi. Đấy, giống như mình chia đàn song song hoặc là chia đàn mang đi đấy. Thì nó cũng là cái mục đích là để cho con ong chúa nó bay giao phối. Đấy, thì cái khi mà cái con ong chúa tơ ấy, nó đi giao phối thành công ấy, và đẻ, thì chúng ta có thể sử dụng những cái ong chúa mới đẻ này để thay thế cho những cái con ong chúa già ở những cái đàn to, hoặc dùng để giới thiệu vào những đàn ong to mà các bạn mới chia đàn. Đấy, thì cái ưu điểm của cái phương pháp này, đấy, khi mà chúng ta giao cho ong chúa giao phối thành công ấy, là có chúa đẻ và sử dụng ngay. Đấy, chúa đẻ sử dụng ngay để thay thế những cái con ong chúa già, hoặc giới thiệu chúa vào những cái đàn ong to mới chia ra. Thì những cái đàn ong to á, là nó có chúa mới đẻ luôn ấy, là nó sẽ ổn định và ít bị ngặt quãng. Thì nó sẽ, chắc chắn là nó sẽ duy trì được các cái lớp thế hệ của những cái đàn to đấy. Đấy. Và một cái ưu điểm nữa là không phải tốn nhiều cái lượng quân khi chia đàn sử dụng trong cái hộp mini này. Đấy, nó không tốn nhiều quân như là mình chia ở những cái đàn thùng to ấy. Mình chia 1-2 cầu mình đã mất bao nhiêu quân rồi. Đấy, thì nếu mà chúa, ong chúa mà đi phối mà không về, hoặc giao phối mà không thành công, thì ở cái đàn hộp mini này chúng ta có thể nhập các cái cầu lại thành, nhập các cái cầu lại về những cái đàn ong gốc của nó. Đấy, thì nó lại ổn định ngay. Hoặc nếu mà mình có bỏ quên đi chăng nữa mà con ong thợ nó đẻ, đấy, nó ong thợ nó đẻ cái trứng ong đực ấy, thì cũng không, nó cũng sẽ không hạn chế cái việc coi như là hỏng một cái đàn to, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn đây là cái một cái mẫu thùng, cái mẫu hộp. Thì cái mẫu hộp này là cái mẫu hộp của bên nước ngoài, thì được anh Quý, thì anh Quý nick lên Facebook là anh Nguyễn Ong Mật đấy. Thì anh Nguyễn Ong Mật thì cung cấp tất cả các cái vật tư nuôi ong, rồi là các cái mẫu thùng ong mới. Đấy, thì bác ấy là một người đi tiên phong trong cái lĩnh vực về các cái đồ kỹ thuật mới này. Thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu một cái mẫu của bác ấy. Đấy, cái mẫu này bác tiên phong, bác ấy đóng ở Việt Nam, mẫu của Tây thôi, nhưng mà là người dám nghĩ dám làm. Thì cái mẫu thùng này thì nó có hình là một cái hộp chữ nhật như thế này. Đấy, đây nó có kính. Thì cái kính này thì người ta sử dụng cái kính, tấm kính mica nhé. Tấm kính mica nó không sợ vỡ như là những cái tấm kính bằng kính thủy tinh. Và cái kết cấu thùng của nó thì nó có một cái cửa. Đấy, cái cửa này thì nó có 3 chế độ. Đấy, cái chế độ chính của nó là chế độ này. Đây là cái lỗ thùng to. Cái lỗ to này ấy, là để cho con chúa nó bay đi giao phối. Đấy, ong thợ bay thoải mái, đúng không ạ? Thế còn một cái chế độ nữa, đó là chế độ này là cái chế độ cản con ong chúa. Có nghĩa là khi mà con ong chúa bay đi phối mà thành công, mà nó đã đẻ rồi ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái chế độ cửa này
để hạn chế cái con ong chúa khi mà nó đã đẻ hết cái bánh tổ ở trong cái hộp mini này thì cái đàn ong nó không còn chỗ đẻ nữa, là nó sẽ dễ bỏ tổ, nó bay đi nơi khác tìm cái chỗ nó rộng hơn. Đấy, cho nên ta phải có cái cản chúa này để phòng khi mà chúa nó bỏ tổ, đàn ong nó bay. Và cái chế độ thứ ba là chế độ nhốt ong. Đấy, chế độ này chúng ta có thể dùng để nhốt ong khi di chuyển. Đấy, nhốt đàn ong lại. Có lỗ lỗ khí đúng không ạ? Thì hai cái bên này thì nhà sản xuất thì thiết kế ra hai mặt đều là kính để chúng ta có thể mở ra và chúng ta xem cái hoạt động của đàn ong mà không ảnh hưởng đến đàn ong. Đấy, nó rất là hay. Bên 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 này nó cũng là kính này. Đấy, bên này một cái lớp cách cách nhiệt này. Đấy, cái đây gọi là cái tấm cách nhiệt nhé, vừa để che kín cái đàn ong, vừa để cách nhiệt. Đấy, hai bên đều là kính. Đúng không ạ? Thì đây tôi sẽ để cái tấm này bên này. À, tôi xin giới thiệu tiếp. Tôi xin giới thiệu tiếp thì từ đấy nha. Tôi phải dùng hai tay tôi mới mở nó mới dễ được. À, tôi xin giới thiệu tiếp nha. Thì khi mà mình mở cái dây nịt này ra. Đấy, mở cái dây nịt này ra. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ nha. Thì ở bên trên này. Trên này. Đấy. Ở bên này. Ở đằng sau thùng nó có một cái lỗ. Đấy, có một cái lỗ nhưng mà nó nắp lưới vào để có ánh sáng. Thì con ong nó thấy ánh sáng nó sẽ tìm đường nó lên. Nó lên trên này. Thì nó sẽ lên trên này qua cái lưới ngăn chúa này. Con chúa không lên được trên này nhé. Khi con chúa các con ong thợ nó lên trên này thì nó sẽ bò qua cái khe này. Đây đây nó có một cái khe. Và vào bên này. Đấy, bên này là bên ngăn đựng thức ăn. Đấy, rất riêng biệt, rất sạch sẽ. À, đây cũng là phủ một cái lớp tấm tấm mica. Đấy, các bạn có thể mở ra rất dễ dàng nhé. Đấy, mở ra dễ dàng. Thấy chưa? Các bạn nhìn rõ không? Ở đây thì gắn keo cho nó kín để mình cho ăn thì nó không bị hở ra ngoài. Đấy, bây giờ tôi xin giới thiệu cái mẫu đấy thôi. Thì tôi sẽ đo kích thước cho các bạn dễ hình dung và có thể làm theo rất dễ dàng. Đấy, phủ bì của cái nha, chiều phủ bì của cái chiều này này. Đấy, tôi đo cho các bạn nhìn rõ nha. Đấy, là 21,5. 21,5 thì nó cũng tùy theo cái độ dày của gỗ các bạn ạ. Đấy, mình cứ căn chuẩn 21,5 hoặc 22 cũng được chẳng sao. Đấy. Thế còn cái chiều cao của nó, chiều cao của nó là tổng chiều cao của nó. Nếu mà mình đậy cả nắp nữa. Đấy, đậy cái nắp nữa thì nó là 27. Đấy, chiều cao là 27. Thì cái gỗ của tôi, cái gỗ này này, gỗ đóng này, nó là 1,5 phân. Đấy. Cái gỗ này gỗ phân rưỡi này, gần phân rưỡi. Thì hai bên này thì đều là kính cả nhé. Kính cả nhé. Ở dưới này có cái đinh này. Ở dưới có cái đinh chốt này. Bên trong này có một cái cục chốt này. Đấy, để mình giữ cầu. Bên trên này. Trên này có khe để mình để cái tay cầu. Đấy, rất hợp lý. Các bạn nhìn rõ nhé. Thì cái chiều dày bên trong lòng này là chiều ngang bên trong lòng này khoảng 5,5 phân. Đấy, ở ngoài này là 7,5 phân. Đấy, 7,5 phân thôi. Rồi, tôi giới thiệu sơ sơ như vậy thì cái mẫu này thực ra thì nó cũng không không có một cái quy chuẩn nào cả, thì các bạn các bác thì có thể sử dụng một cách nào đó cho nó đồng bộ, do mình thôi, do mình đóng thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng đi bây giờ trước khi chia đàn nhé, trước khi tôi tách cái cầu mini vào cái hộp mini này để tôi chia đàn thì tôi phải cho đường vào đây đã. Đây, tôi đã chuẩn bị một cái bát đường. Đấy, tôi đổ vào đây nhé. Đấy, các bạn
đổ vào đây, đổ, đổ gần đây thôi, đừng đầy quá, đầy quá sợ nó tràn ra ngoài. Đấy, đổ vào. Sau đó thì các bác dưới một tí nước vào. Đây là cái can nước tôi chuẩn bị sẵn, dưới một tí nước vào. Đấy, mình dưới làm sao cho nó ẩm ẩm thôi chứ đừng để nhiều quá nhé. Đấy, mình dưới làm sao cho nó đủ, vừa đủ cái độ ẩm thôi. Ví dụ như này là đủ độ ẩm rồi này. Đấy, thì con ong nó bò sang đây, nó cứ mút dần, mút dần. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cái tôi sẽ giới thiệu cho các bác thêm về một cái đàn ong. Cái đàn ong này thì chúng ta thiết kế làm sao để chuyên sử dụng, để chia đàn, dùng những cái cầu mini để mình chia đàn. Đấy, thì cái đàn ong của tôi ấy, đây, nó có kích thước như thế này. Lấy kích thước cho các bác xem, rất là thuận tiện. Đấy, thì cái đàn ong này, cái thùng này tôi đóng rất là bé. Đấy, cái nòng của nó là có 20, bên trong nòng trong, nòng trong của cái thùng này là bằng cái chiều dài của cái xà cầu là bao nhiêu nhỉ, 18.5. thì các bác thì làm tùy ý nhé, các bác làm cái chiều dài của cái xà cầu này tùy ý, 18 hay 19 được, tùy các bác, hay 15 cũng được. 15 thì nó hơi bé quá, mình thường mình hay dùng đến 17, 18 cũng được. Đấy, mình thiết kế làm sao đóng cái thùng mà mình nắp vừa những cái cầu mini này. Thì một cái thùng ong như thế này, kích thước là của cái thùng ong ong ngoại đấy, cái này là dài, lòng trong của nó là dài 48.5 đấy. Đấy, cái này là dài 48.5. Thì cái thùng này chúng ta có thể đựng được, có thể nuôi một cái đàn ong được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 cầu nhìn mini như thế này. Đấy, mình có thể sử dụng cái đàn này, nó có thể để được 13, 14 cái cầu mini nha. Thì 13, 14 cái cầu mini như thế này thì chúng ta có thể chia được khoảng chục đàn, chục cái hộp mini thoải mái. Thì tùy theo cái số lượng trại ong của các bạn nó nhiều hay ít mà mình nuôi một đàn như thế này, hay là mình nuôi vài đàn như thế này, để luôn luôn có cái cầu mini để mình đáp ứng cho cái đàn chia mini. Thì vì sao tôi nuôi ở cái thùng mà có cái cầu như này? Thì thứ nhất là cái con ong nội nó kén hơn con ong ngoại nhé. Con ong ngoại ấy, thì mình có thể mình cắt một cái cầu cũ, mình cắt cái xác của cái cầu cũ mà không cần trứng, không cần ấu trùng, cũng chẳng cần nhộng, nó vẫn ở đấy, nó vẫn đẻ trứng, nó vẫn ở. Nhưng cái con ong nội này thì chúng ta nên sử dụng cái cầu có đủ 3 thế hệ: trứng, ấu trùng và nhộng. Đấy, và có bầu mật, bầu phấn đầy đủ thì con ong nội nó sẽ dễ ổn định và nó ít bỏ tổ hơn, ít bốc bay hơn, mà nó cũng cái đàn ong nó ổn định hơn ấy. Khi mà mình chia chúa mini thì nó sẽ tiếp thu cao, chứ không nên, chúng ta không nên sử dụng đối với ong nội ấy, là không nên sử dụng cái cầu mà nó không có cái gì, cầu trống đấy. Thì đây tôi đang, bây giờ tôi giới thiệu cho các bác xem, chỉ một tí khói nha, nó giữ này sáp nó xây đấy, cái này sáp nó xây như thế này rồi, xây cái mèo ở đây này, xây cái mèo này thì tí nữa mình cắt ra. Đây là cái con chúa này. Đấy, con chúa này nó đang đẻ đây này. Thì một cái thùng này ấy, thì nó chứa được 4 cái cầu 48 to, thì đầy cái thùng này mới bằng 4 cái cầu 48 thôi. Đấy, 4 cái cầu 48 ấy, mình làm như thế này mình sẽ chia được khoảng mười mấy đàn rồi, mấy cái hộp mini rồi, rất là tiện lợi đúng không các bác. Thế thì cái cầu này nó đang có trứng ấu trùng này,
trứng đấu trùng. Chúa đang đẻ. Cái này là sáp nó cơi ra thì mình đàn ong mà nó đủ lực thì mình cứ cho nó xây thôi. Đấy, con chúa ở một cái đàn nhỏ nhỏ như này nó đẻ lúc nào nó cũng có đẻ được. Đấy, lúc nào mình có cái thế hệ ấu trùng trứng nhộng là mình có thể chia, mình tách bất cứ lúc nào các bác ạ, tách bất cứ lúc nào. Cái này là đang ở ấu trùng, đang vít nắp. Đấy, lúc nào cũng có thế hệ luôn. Một cái đàn bé này nó mà không quản lý nổi nữa thì thôi đúng không? Cầu này cũng đang nở. Thì cái đàn này là tôi sử dụng nó để tôi nuôi cá ong đực nữa. Tôi nuôi cái ấu trùng ong đực này, nhộng ong đực này. Nhộng ong đực này để tôi phối nhân tạo ấy. Cầu này cũng thế. Cầu này cũng là cái cầu ong đực. Cầu ong đực này nhưng mà nó đấy. Lũ ong lủng lẳng, tổ ong lủng lẳng trên cành. Đang kiểm tra xem cái câu này. Ví dụ như là khi ở cái cầu ong này đúng không ạ? Cầu ong này thì các bác đây tôi làm mẫu cho các bác xem. Đấy, ở cái tổ ong như thế này nhá. Bây giờ chúng ta cho vào đây. Ôi, cái này nó mới tươi. Để ý. Nhưng mà không sao cả. Đấy, ta cho vào đây. Chúng ta có thể để cái thùng này nằm cũng được nhé. Cho vào đây. Đấy, nhét vào. Đấy, các bác đã nhìn rõ chưa? Chúng ta nhét vào đây. Nhét vào đây thì sau đó thì chúng ta sẽ gắn mũ chúa vào. Gắn mũ chúa vào nhé. Các bác chọn cái vị trí gắn mũ chúa làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như ở cái khe này. Đấy, ở một cái cầu này chúng ta nên làm một cái khe như thế này. Chúng ta có thể chúng ta gắn cái mũ chúa vào đây, đúng không ạ? Hoặc là gắn ở trên chỗ mật này. Nhưng mà thường là nếu mà nó có một cái khe nào đó thì mình gắn nó sẽ tốt hơn. Sau đó thì chúng ta đậy nó lại. Đậy nó lại. Đúng không ạ? Đấy, đậy lại. Cái này chưa đúng. Chưa đúng. Đấy, nó xem. Đó.
mình cần làm cái kính này cho nó khít nhé, chứ đừng để cho nó kích quá là nó khó làm. Đấy, mình đậy lại như thế này. Đấy, thế là ta đã có một cái đàn ong ở hộp mini. Các bác nhìn rõ chưa? Đàn ong hộp mini. Bên này các bác cũng có thể nhìn thấy con đàn ong nó đang hoạt động này. Đấy, đàn ong đang hoạt động. Rất đẹp. Thì bây giờ chúng ta chèn cái này vào, đúng không? Chèn cái này vào thì chúng ta có thể buộc bằng dây nịt hay là buộc bằng cái gì đó cho nó cố định. Thì bên này cũng thế. Bên này cũng thế. Các bác cũng cố định vào. Đấy, cố định vào. Sau đó thì ta sẽ đậy cái nắp này vào đây để cho nó kín. Rồi chúng ta lại đậy tiếp cái nắp phụ này vào nữa. Đây mới tôi để nó đổi kính mật ở đây nó dây ra. Tôi rửa ngay con ong luôn. Che tẩy. Đấy. Cái nịt nó vứt đâu rồi. À đây. Sau đó thì chúng ta ngoắc cái dây nịt vào cái bên này nhé. Bên này nó cũng có một cái con ốc này. Đấy, con ốc vít này. Mình ngoắc nó vào. Ngoắc nó vào. Thì cái nắp này nó có cái khe này. Nắp này nó có cái khe để mình ngoắc cái dây nịt vào nó dễ. Các bác hiểu chứ? Đấy, sau đó thì mình ngoắc tiếp về bên này. Thế này ta đã được một cái đàn ong, một cái hộp ong mini. Thì cái đây là cái cửa thì mình nên để cho được đóng. Đấy, để cho được đóng rồi chúng ta chuyển cái đàn ong này đi đến một cái vị trí mới. Thì thường là chúng ta nên để nó ở cái vị trí cách xa tổ cũ. Đấy, cách xa tổ cũ khoảng một cây số. Giống như kiểu là chia đàn mang đi đấy. Thì cái con ong thợ già nó sẽ ít về, nó không về được tổ cũ nữa. Thế còn nếu mà các bác chia ở vị trí khoảng mấy trăm mét, khoảng 500 mét gì đấy, thì các bác nên nhốt nó lại. Nhốt nó lại nhé. Cài chế độ nhốt nó lại. Rồi mình căn làm sao mà khi nào mà con chúa nó nở, mình nhốt thì mình sẽ để vào trong một cái phòng kín. Ví dụ đây tôi nhốt, tôi để vào trong phòng kín. Tôi để vào trong phòng kín ở trong này. Đấy. Thì mình căn hôm nào ong chúa nó nở thì mình sẽ mang ra một cái vị trí mới và mình thả cửa nó ra. Thì thường là chúng ta sẽ thả vào tầm chiều tối. Lúc đấy nhá nhem tối thì con ong nó sẽ bay ra ngoài, thì lúc đấy nó hơi loạn bởi vì mình nhốt lâu nên nó loạn. Thì nó bay buổi tối thì nó cũng không bay nhiều và nó sẽ về tổ luôn. Đấy. Mình cứ buổi tối mình thả cũng được. Buổi tối mình thả để cho nó ổn định, xong là thả cửa đấy. Thì sau đó là sáng hôm sau này tự nó đi làm, bởi vì nó đã có con chúa mới rồi, cho nên là nó ổn định luôn. Còn nếu mà các bác chia đàn đi vị trí mới thì tốt nhất chia về vị trí cách khoảng 1-2 cây gì đấy thì là tốt nhất. Thì mình có thể đến điểm mới là mình có thể thả được cái mở được cái cửa luôn, cho nó bay đi luôn, bay đi làm luôn, chứ không cần phải nhốt nữa. Thì nếu mà vận chuyển đi xa thì các bác nên vận chuyển đi xa thì các bác nên đấy, nếu mà mình phải vận chuyển đi xa thì lên gắn cái mũ chúa, gắn cái mũ chúa sau nhé, chứ đừng gắn trước như lúc nãy tôi sử dụng nhé. Các bác lưu ý ấy, bởi vì là nếu mà mình gắn cái mũ chúa vào đấy thì khi mình vận chuyển đi xa thì sợ nó sóc, nó ảnh hưởng làm ung cái mũ chúa đấy. Cho nên là cái mũ chúa là mình cần phải có một cái di chuyển bằng, ví dụ như mình cầm trên tay hoặc là mình mang trong người thì nó sẽ êm hơn. Đấy. Thì các bác cứ chia đàn, cứ mở cửa ra. Rồi nó bay con chúa thì 1-2 ngày sau nó nở thì nó sẽ bay đi tập bay và nó bay đi phối.
thì nó thường là con chúa thì sẽ nó cũng như là mình chia đàn ở những cái đàn to thôi, thì cứ tầm 6 ngày cho đến 8 ngày hoặc là hơn chục ngày gì đấy, tùy theo thời tiết, tùy theo nhiệt độ, thì con chúa nó bay đi phối đấy, thì nó sẽ mà cái tỷ lệ thì nó cũng đạt đấy, thì nó cũng như là mình chia đàn to thôi, nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện tự nhiên, rồi là thiên địch, rồi là thời tiết, nhiệt độ đủ các kiểu, nó cũng như là mình chia đàn to thôi. Thì lưu ý với các bác là mình nên chia cái đàn bé này thì mình nên sử dụng những cái đàn ong thật đông quân, chia những cái cầu ong mini nhưng mà phải đông quân nhé, chứ đừng chia ít quân, bởi vì chia những cái cầu mà nó ít quân ấy, là khi á mà con ong chúa cái mũ chúa mà mình gắn vào đấy ấy, mà nó sẽ ủ ấm kém, và con chúa nó nở ra ấy, là nó cũng cái đàn ong nó cũng ủ ấm, nó cũng kém đi, làm cái con chúa nó sau này nó khi nó đi giao phối về là nó không đủ được cái nhiệt độ cần thiết để nó dịch chuyển cái tinh vào cái túi trữ tinh của nó, thì cái con chúa đấy sau này nó cũng sẽ kém hơn. Đấy, cứ đông quân thì mới tốt được. Thì cái phần thức ăn thì các bác những cái ngày đầu thì các bác cho ăn đường, các đường khô và châm nước như lúc nãy tôi làm. Đấy, sau khi mà chúa nở, sau khi chú nở thì các bác có thể rải phấn hoa nguyên chất trực tiếp lên trên này, phấn hoa nguyên chất trực tiếp lên cái khay để thức ăn ấy. Đấy, để cho cái con ong thợ nó ăn, nó sẽ tiết ra nhiều sữa và để nó có nuôi cái con chúa nó tốt hơn, khi mà con chúa nó bay đi giao phối thành công thì nó sẽ có một cái lượng sữa để nó phát triển, nó ăn, nó phát triển cái buồng trứng, nó phát triển tối đa nhất có thể của nó đấy, chứ đừng để những cái đàn ong mà nó đói thức ăn đấy, đói phấn là cái con ong chúa nó cũng kém. Đấy, thì tôi xin giới thiệu cái phương pháp và cái mẫu thùng này cho các bác tham khảo, thì các bác nào áp dụng được, có điều kiện áp dụng đấy, thì nó rất là thuận tiện cho các bác nhé. Thôi em xin tạm dừng cái video clip tại đây, xin chào các bác, chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ.